Đây cầm lấy 10 triệu mà mua đi. Cần thêm thì bảo tao, tao đi ứng lương rồi đưa so cho. So sánh, sự khác biệt khi nhà có anh trai và chị gái khiến cư dân mạng phải cười bò. Cũng biết trong gia đình có nhiều anh chị em sẽ thường xuyên xảy ra vấn đề tranh cãi. Cơ mà mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, có anh trai hay chị gái nó cũng khác biệt lắm. Cụ thể như trường hợp này đây. Mới đây, một TikToker đã diễn tả lại trường hợp khi nhà có anh trai với nhà có chị gái, khiến cư dân mạng xem xong mà chỉ biết thốt lên, vì sao mà giống thế? Nhà có anh trai kiểu... Anh ơi, sao, có chuyện gì? Em có chuyện muốn nói không biết liệu. Mày nói nhanh lên, em đang cần tiền đã để mua chiếc. Mày cần bao nhiêu? Dạ 5 triệu. Đây cầm lấy 10 triệu mà mua đi. Cần thêm thì bảo tao, tao đi ứng lương rồi đưa cho. Wow. Dạ em xin ạ, đúng là anh trai yêu dấu của em ạ. Ngoan thì cái gì cũng có. Nhà có chị gái kiểu. Chị ơi. Sao? Dạ em muốn ạ. Mày không thấy tao đang làm gì, còn đứng ấy lửa súng dọn đi, mưa rồi. Có chuyện gì nói nhanh, tao cho mày 5 giây. Dạ chị cho em vay. Cột. Dạ. Đi mà em có 300 rồi vay chị nốt là tròn 500 để em mua. Cái gì, mày có 300 à? Vâng sao ạ? Cho chị vay chị mua cái váy mới phát. Chị đùa em à? Bình thường chẳng ai để ý đâu, nhưng xem xong video này thì các anh chị cũng phải nhột nhột, tự dưng thấy mình ở đâu đó quanh đây. Có người còn thấy TikToker này đang diễn tả mình luôn ấy chứ. Đúng là đôi khi có anh trai sẽ được chiều chuộng hơn thật, còn có chị gái thì chẳng khác nào thêm một bà chăn trong nhà, hay soi mói lại còn kiêm thêm đòi hỏi, cướp giật ngay giữa ban ngày. Nhưng có khi đấy mới là điều khiến gia đình hạnh phúc và gắn kết hơn thì sao? Lỡ mồm khoe tiền vào cái kế, anh trai trong mơ thôi anh ạ, chứ ngoài đời không có đâu. Ước được nghe câu ngoan thì cái gì cũng có từ chị gái. Các chị em xem xong video này thì vào đính chính lại ngay nhá, chứ để các cánh mày râu hiểu nhầm thì mất hết cả hình tượng thôi. Cơ mà phải công nhận, nét diễn duyên dáng và rất đúng trọng tâm của TikToker Đỗ Đạt đã khiến anh em ai xem cũng phải cười bò. Các bạn nghĩ sao về màn thể hiện này? Comment ngay cho TV Trends biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.